Bonjour, bienvenue à la classe de CE2 de Madame Phương. Bon, tháng này là tháng của Halloween. Cô sẽ dành một tiết để chỉ cho các bạn về vocabulary the Halloween, về những cái đồ vật trang trí, cách gọi tên đồ vật để các con biết và những gì mình trang trí mình biết gọi bằng tiếng Pháp ha. Vocabulaire de l'Halloween. Bon, các bạn thường liên tưởng đến ngày Halloween thì thường có một ngôi nhà mang tính rùng rợn ha. Thì mình sẽ có ngôi nhà gì đây? Une maison hantée. Une maison hantée. Voilà, chắc chắn trong ngôi nhà đó sẽ là nơi ở của một phù thủy. Une sorcière. Đây là Dracula. Các con thường nghe là ác quỷ Dracula, nhưng tiếng Pháp chúng ta gọi là un vampire. Une citrouille. Quả bí rợ chúng ta có thể cắt và khắc thành nhiều hình gương mặt trên quả bí ha. Thường biểu tượng đó là một cái mạng nhện và một con nhện to, thật là quái lạ. Une araignée. Ồ, chú dơi là không thể thiếu được, nó là một con dơi kinh khủng. Une chauve-souris. Các bạn tưởng tượng ma là một cái gì đó dễ sợ không? Những chú ma happy có nghĩa là những chú ma vui vẻ đó các bạn. Nó cũng là một biểu tượng của Halloween. Un fantôme. Ồ, chiếc nồi này thì trong tất cả các loại phim về thể loại thần thoại hoặc là phim về thể loại tưởng tượng truyền thuyết về phù thủy, các con đều được thấy ha. Trong nồi này là chứa những cái chất nước nấu từ những cái con vật hay những cái lá độc để ra một cái thuốc độc do phù thủy chế tạo. Un chaudron. Thường các con sẽ nghe là ôi zombie, nhưng không phải, mình sẽ gọi là win mommy. Đó là tất cả những gì cô giúp các bạn khám phá được trong ngày Halloween. Nếu các bạn có hóa trang hoặc trang trí nhà thì các con cũng biết cách gọi những đồ vật, và khi mình hóa trang thành những cái nhân vật nào đó, mình gọi tên và mình được biết rằng cách gọi của tiếng Pháp đối với những đồ vật đó. Chúc các bạn một mùa Halloween thật là vui vẻ. Au revoir, à bientôt.